Công ty Mỹ Đức Cường nhá. Cô tự giới thiệu, cô là giáo viên công ty xuất nhập khẩu Đài Loan nhá. Cô kiểm tra cái tư thân của Cường mà nhắc nhở em về tính chất công việc bên Đài Loan để em hiểu thêm nhá. Kha Mạnh Cường, năm nay 25 tuổi, cao 1m65, nặng 56 cân, tốt nghiệp cấp 3, đã kết hôn đúng không? Em có bệnh nền gì không Cường? Không ạ. Ốm đau bệnh tật gì không? Không ạ. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Ví dụ như là bệnh thiếu máu này, bệnh viêm gan B này, hoặc bệnh gì đấy, những cái bệnh nền đấy. Không ạ. Nó liên quan đến những cái để cho mình sức khỏe của mình không được tốt đấy. Nếu mà có thì em nói có, không thì không nhá. Đó, không rõ đấy, không đến lúc mà. Nên bây giờ em bảo không, chắc chắn không nhá. Vâng. Nhưng mà sang bên kia Đài Loan mà khi mà người ta khám bệnh, người ta kiểm tra hoặc là đang làm mà em bị thiếu máu xong em ngất ra đấy là cái đấy là có bị về nước, người ta cho về nước đến là em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nhá. Vâng. Đó là do lỗi của em đấy. Vâng. Vì chúng tôi đã hỏi em là tất cả em có bị bệnh nền hay không. Và nếu mà ốm đau bệnh tật không muốn cả mai mà cả người nọ kia thì nó là việc đột xuất thì cái đấy không ai nói được chứ, đúng không? Vâng. Bệnh tật ốm đau không ai nói được chứ. Nên giống như cái hôm nọ có cái bạn thiếu máu mỗi một năm thì thiếu máu mấy cái máu một lần đấy, xong lúc gia đình cố cho đi sang bên đấy ba tháng, làm được ba tháng bốn tháng không là đang làm mà mất. Kiểm tra thì người ta nói chị lại bảo chứ bảo là sao không báo trước ấy, không về bố mẹ lại còn bảo là bây giờ ai biết đâu mà nói trước. Bệnh này thì các em phải biết được chứ, đúng không? Mỗi năm thiếu máu một lần thì phải biết chứ. Nên thì nên là tôi cần phải rõ nhá. Mình không bệnh nền, không có viêm gan B hoặc là không có bị làm sao tim mạch các thứ này khác không bị làm sao, không ảnh hưởng gì đúng không? Mà sang đấy lại làm sao mà chị sợ? Kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam em làm về cái gì? Làm 2 năm làm hàn cơ khí ạ, tức là cắt mài hàn. Còn 2 năm làm sai phù hồ ạ. Em biết là mình sang này nó làm việc tại công ty nào không? Có ạ, là công ty nữ ước ạ. Công ty nữ ước? Làm về công việc gì? Công việc của em là làm về cái gì? Hàn mã điện, thao tác máy mã điện, vận chuyển hàng và các công việc khác do chủ quản sắp xếp ạ. Cô nhắc lại để em hiểu rõ thêm về tính chất công việc bên này nha nhá. Cường nhá. Vâng ạ. Cường sang Đài Loan làm việc tại công ty nữ thuộc huyện Chương Hóa nhá. Vâng. Thời hạn hợp đồng là 3 năm. Sang đến làm việc là chủ yếu là phải chịu khó này, chăm chỉ phối hợp tăng ca luân ca ngày đêm. Không phải chịu được mùi hóa chất, không bị dị ứng. Em có bị dị ứng hóa chất không ấy? Không ạ. Dị ứng với tất cả các cái loại mùi nọ cùng kia không? Không ạ. À, không được bị dị ứng, nó dị ứng hay bị ảnh hưởng đến công việc đấy. Vâng. Và lại tổn hại cho mình luôn đấy. Vâng. Cái làm cái này nếu là về mạng cái mùi của nó rất là mạnh nhá. Vâng. Đúng chưa? Vâng. Cái nội dung công việc chính của em là làm mạng điện, thao tác máy mạng điện, vận chuyển hàng và các công việc khác trong công xưởng do chủ sắp xếp. Vâng. Thế là chủ sắp xếp mình làm cái gì mình làm theo cái đấy. Không được từ chối bất kể một việc gì. Vâng. Được chưa? Vâng. Không được cãi giả chủ hoặc là bảo là tôi không làm được đâu, mùi lắm, cho tôi đổi chủ đi, là không được đổi chủ. Vâng. Nếu mà có chủ mà người ta có cho đổi thì sau 6 tháng sau thì mới được đổi nhé. Vâng. Nhưng mà khi mà ra ngoài mới mà đổi chủ thì phải mất thêm 3.000 đô nữa. Thì đến người ta sẽ tìm chủ cho mình. Vâng. Chủ bên này người ta ký thì mình mới được đổi nhá. Vâng. Nếu như mà làm cái gì tốt nhất là cố gắng làm đi 2 năm 3 năm, nếu mà chủ tốt và mình làm quen đấy thì mình có thể
dài 6 năm, 9 năm, 12 năm, thậm chí còn có thể hơn. Còn mình không biết thì mình tự mình ở bên đấy, bây giờ mình quen biết rồi mình tự tìm chủ phòng mới. Đúng không? Không có đâu. Ừ, sao không? Chả có gì là không có cả. Em cứ sang học tiếng Anh gọi cho em làm thế. Nếu mà công việc quen thì chắc là gắn bó lâu dài đúng không? Ừ, thì quen thì càng lâu càng dài nhá. Thì càng tốt đấy, cô nói như thế nên người ta em đừng bao giờ nghĩ là vừa sang nơi mà đòi đổi chủ nhá. Vâng ạ. Đổi mất mẹ bạn, mất 3.000 đô ấy, mất 3.000 đô đang nghĩ ấy. Vâng. Thứ hai nữa là không được bỏ trốn đâu. Nếu em bỏ trốn nhá, cô nói trước này. Chúng tôi sẽ về tận gia đình nhà em, vợ em, bố mẹ em. Đấy, gia đình nhà em ở nhà. Vâng. Nha, người còn lại cho em là ông nhé. Vâng. Chúng tôi về tận nhà chúng tôi thu 3.000 đô la Mỹ. Vì chúng tôi không tìm thấy em, chúng tổn thất cho công ty. Em hiểu không? Vâng. Thì em phải chịu mất với chúng tôi là 3.000 đô. Hiểu không? Vâng ạ. Ừ. Đồng ý không? Đồng ý ạ. Ừ. Cô nhắc lại nhé. Vâng ạ. Thứ nhất là không được đòi đổi chủ. Thứ hai, không được bỏ trốn. Thứ ba, không được đòi về nước. Thứ tư, không được ký túc. Năm, phải nghe theo sự sắp xếp của chủ quản. Đi làm trước 15 phút, về sau 15 phút. Nha. Dạ vâng ạ. Không được làm việc riêng hoặc bất kể một cái việc gì trong công ty đang trong đang giờ làm. Dạ vâng. Đấy chưa? Dạ vâng ạ. Nếu như em vi phạm trong những điều khoản trên thì em phải chịu phạt 3.000 đô la Mỹ. Em đồng ý không? Dạ đồng ý ạ. Chắc chắn chưa? Chắc chắn ạ. Nha. Nếu như mà em làm đúng thì em sẽ được người ta cho mình tăng ca cao. Thậm chí là mức thưởng, nếu không em làm sai thì em phải chịu phạt. Dạ vâng ạ. Đó, đúng không? Ừ, có hiểu không? Đúng không? Hiểu. Ừ. Nhớ sang phải học tiếng nha. Cái này em phải học tiếng, phải biết tiếng, theo phải biết tiếng đấy nhá. Vâng. Nếu mà em không học tiếng, anh không biết tiếng mà có bị làm sao đấy là trách nhiệm của bọn em đấy nhá. Vâng. Nếu mà có công ty đã bỏ luôn rồi, người ta nói em không nghe, không hiểu, người ta cho về, đó đấy là trách nhiệm của bọn em đấy. Công ty không có trách nhiệm gì đâu. Vâng. Em nhớ chưa? Để em phải cố gắng học nhá. Vâng. Sang đấy thì lương cơ bản của em là 27.407 tệ cộng với làm thêm, trong cái lương cơ bản có các khoản trừ phí ăn ở, phí bảo hiểm, tất cả các loại phí ấy. Thì khi tính bảng lương thì mình sẽ biết nhá. Dạ vâng. Ví dụ phí ăn ở mình sang đấy là mình phải phí ăn ở thì dụ là 2.000 hoặc 3.000 đấy, 2.500 hoặc 3.000 nhá. Không rồi còn cái tiền của hỗ trợ công ty người ta sẽ trừ cái tiền tiết kiệm hoặc là mình có giữ lại cái tiền tiết kiệm khi nào người ta về người ta sẽ cho nó giảm lại cho mình chẳng hạn thì mình cũng cố gắng phối hợp nhé. Dạ vâng ạ. Đừng có bảo là tôi không làm đâu, tôi không làm đâu nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, cố gắng nghe lời ngoan ngoãn nhé. Em kế tư thân của em là đúng chưa? Dạ rồi ạ. Cái bản công việc đã đúng chính xác với em chưa? Dạ rồi ạ. Về cái vấn đề công ty đề ra của cô nhắc với em thì em có thắc mắc gì không? Dạ không cô ạ. Em có đồng ý với tất cả các điều khoản trên không? Dạ có cô ạ. Có làm sao? Đồng ý ạ. Có đồng ý chắc chắn chưa? Dạ, chắc chắn ạ. Nếu làm sai vi phạm phạt 3.000 đô nhá. Dạ vâng ạ. Được không? Được ạ. Ừ, rồi. Ok, thế thì cái phê ra này là cái bằng chứng giữa công ty với em. Cô đã thay mặt công ty nhắc nhở em và em đã hiểu được tất cả các tính chất công việc bên Đài Loan. Rồi thì ngày mai mà em có cái gì vi phạm hoặc là bỏ trốn thì cái video này sẽ là cái minh chứng để gửi sang cho em và gửi về gia đình em nhá. Cảm ơn ạ. Ok, chào.